Ngày 3 tháng 8, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương. Đây là xóm có ca mắc COVID-19 thứ 621 ở nước ta sinh sống. Theo đó, 276 hộ dân với 949 nhân khẩu của xóm 3 sẽ thực hiện cách ly y tế tại chỗ 28 ngày. Được biết, bệnh nhân 621 sinh sống ở xóm 3 thôn Mỹ Huệ 1 là nữ 60 tuổi. Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7, bệnh nhân chăm cháu tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính tới thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19. Ngoài bệnh nhân 621, địa phương này còn có bệnh nhân 419 và 590. Trong đó, bệnh nhân 419 là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Bệnh nhân 590 là nam, 50 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Hôm qua, 2 tháng 8, lực lượng chức năng phong tỏa đối với khu dân cư hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến và khu dân cư hẻm 6/2 đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến có nhà ở của bệnh nhân 590, nơi đây có 18 hộ dân với 62 nhân khẩu. Hẻm 6/2 đường Quang Trung là nhà của ba mẹ bệnh nhân 590, nơi hàng ngày bệnh nhân ghé lấy gấu bông để mang ra công viên Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi bán. Khu dân cư này có 7 hộ dân với 40 nhân khẩu.